Bác đã quay trở lại với kênh của Trần Thành Hiếu nha. Em Hiếu hôm nay em Hiếu sẽ chi tiết hơn cho bác cái con bếp củi A50 phiên bản 2024. Bếp củi A50, A60 phiên bản 2024. Hay nó còn có một cái tên gọi khác nữa, chính là bếp củi 2 lồi 3 chức năng các bác nhá. Cái trong cái năm 2024 này thì cái con bếp A50, A60 này, tên gọi cũ của nó là A50 và A60, và tên gọi mới của nó là bếp 2 lồi 3 chức năng các bác nhá. Bếp này của nó năm nay của chúng ta nó có thêm chức năng này rất là hay đấy các bạn, đó chính là chức năng hai lồi. Và trong cái năm 2024 này, chất liệu làm cái con bếp này của nó là chất liệu làm bằng inox các bác nhé. Đấy, và nó sẽ có cửa ở đây này, đây anh em có cửa ở đây này, cửa này chúng ta có thể mở ra mở vào thoải mái, và nó có khay chứa than ở bên dưới này. Đây các bác để lại gần đây, năm nay là năm 2024 và em Hiếu làm cho bác là làm bằng inox cho nó nhẹ hơn và bền hơn các bác nhé. Có cửa, chúng ta có cửa mở ra đóng vào như này. Và đặc biệt trong cái năm 2024 này, em Hiếu còn tặng thêm cho các bác một cái đoạn ống khói này nữa. Đây, em Hiếu còn tặng thêm cho bác một cái đoạn ống khói mở rộng này. Các bác về các bác cắm vào như này một phát là ok. Thế là các bác cứ thế các bác đun nấu cho em Hiếu. Trong cái năm 2024, cái bếp A50 của nó không dùng cái bình nước nóng nữa, mà nó sẽ được cải tiến như sau các bác nha. Đó chính là nó sẽ chuyển thành hai lồi này. Tức là hai nồi đây, tức là chúng ta có thể vừa đun nước nóng được và vừa chúng ta vừa làm việc khác được. Đấy, nó làm như này cho em Hiếu nha. Đây chính là bác nha, bếp này gọi là bếp hai lồi ba chức năng, đúng của nó luôn. Và chỉ có cái con bếp này, sau khi em Hiếu làm con bếp này ra, em Hiếu cảm thấy rất là ưng của nó. Thứ nhất là nó có chức năng chống đen nồi đấy bác này. Đây là chức năng chống đen nồi của nó, là nó có hai cái miếng thép này đây. Các bác là muốn không đen nồi thì các bác đặt hết hai cái miếng thép này lên. Chúng ta đun vào đây giống như kiểu chúng ta đang đun bếp ga và đun bếp từ vậy các bác nhé. Đấy, cửa mở đây này. Còn nếu mà anh em chúng ta nào chúng ta muốn đun nhanh hơn, đây muốn đun nhanh hơn thì chúng ta mở cái nắp này ra. Mở cái nắp này ra chúng ta đun ở đây thì nó chỉ có đen đáy lồi thôi, mà nó không đen thành lồi nữa nhá. Đấy, nó lại hay hơn cái nữa, đó chính là nó chỉ đen đáy lồi nếu chúng ta mở cái nắp ra đun nhanh hơn, và nó chỉ đen đáy lồi thôi chứ nó không đun thành lồi này. Còn chúng ta mở hết cả cái nắp này ra, chúng ta đặt đến đây chúng ta đun thì ok, nó đen cả đáy lồi và nó đen cả thành lồi, tức là nó làm một phát ba việc. Và cái hay nữa chính là này, đây chúng ta có thể mở một bên ra nhá bác nhá. Đấy, đâu khóa rồi chúng ta. Mở một bên này ra, chúng ta để một bên này chúng ta vừa nấu này. Đây chúng ta vừa nấu được, em chờ tí. Đây như này, em Hiếu ví dụ luôn để cho các bác ví dụ luôn để cho anh em chúng ta cùng xem cho nó dễ nhá. Đây, để cho các bác dễ hình dung này. Đây, anh em chúng ta đang có chức năng đun. Anh em để cái này để cho các bác có hình dung, không các bác nói chay thì nó xuôi nhiều khi các bác lại có hình dung. Đây là bếp hai lồi ba chức năng các bác. Hai lồi ba chức năng nhé. Đây, với cái chế độ đun như này thì là chế độ đun nhanh mà chúng ta chỉ đen đáy lồi thôi, không đen thành lồi. Đây, như thế này thì hoàn toàn của nó là không đen thành lồi này. Đấy các bác nhá. Đấy, hoặc nếu mà chúng ta muốn nó không đen lồi 100% thì chúng ta đẩy hết cái chỗ này vào đây cho em biết này. Muốn không đen lồi 100%, đẩy hết cái này vào đây. Đây. Đây, chúng ta đẩy hết vào như này nha, cửa ở đây. Ở đây các bác thích đóng mở cho củ thoải mái nhé. Còn sau khi mà chúng ta ấy xong rồi, chúng ta còn một cái chức năng hay như này. Đây, các bác có thể mở ra một nửa như này, ok chưa? Chức năng này chính là chức năng lẩu và nướng, tức là một nửa nồi lẩu của chúng ta. Đây, một bên của chúng ta, bên ta vẫn đặt nồi lẩu như thế này. Đấy, đặt nồi lẩu như thế này nhé. Còn một bên này của chúng ta này, chúng ta chuyển sang là để chúng ta nướng, giống như kiểu là một chiếc bếp nướng bình thường. Tức là cái này nó có hoạt động hai chức năng cùng một lúc, đó chính là chức năng lẩu là bên tay phải của em Hiếu đây, và chức năng nướng của chúng ta nằm ở bên tay trái của em Hiếu đây. Hoặc các bác có thể đổi lại tùy thích không nhá. Chúng ta làm ở đâu cũng được chứ không nhất thiết là phải giống nhau. Đây, chúng ta có thể làm ở đấy được này. Đây, cái này của các bác thích, các bác có thể mở ra bình thường nhé. Đây, ok chưa? Đấy, chúng ta vẫn mở ra và chúng ta lẩu và nướng một cách bình thường luôn. Đấy là chức năng bếp lẩu nướng của chúng ta nhé. Ok, chúng ta sẽ còn một chức năng nữa. Đây, anh em nhìn thấy chức năng này không? Đấy, khi nào chúng ta ấy xong, chúng ta mở cả hai nắp này ra và chúng ta câu một con vịt vào đây. Rồi chúng ta có thể đẩy lên và chúng ta quay thoải mái các bác nhé. Đây, quay thoải mái này, chúng ta đều có thể nướng được các bác nhé. Đấy, chỉ
chúng ta đều giúp được hết nha các bác nha. Ok chưa? Đấy, đơn giản nào. Này, các bác quay xẹp xung quanh. Đấy, chúng ta lắp vào. Okay, bây giờ em Hữu sẽ đi nấu trực tiếp để cho các bác cùng xem nhé. Rồi, nướng này. Bây giờ là mình sẽ bỏ ra để mình nướng mọi người nhé. Hiện tại lửa cháy rất là to và chúng ta sẽ bỏ cái ấy ra. Chúng ta sẽ bỏ hết những cái lửa cháy ra, chúng ta chỉ lấy than thôi. Đấy. Chúng ta chỉ lấy than thôi nhá. Cô gắp cái nắp này. Rồi, cái củ cháy to kia mình sẽ bỏ cái củ cháy to này ra. Bỏ sang cái bếp bên này. Rồi, đấy đúng rồi. Sang cái than này ra để nướng là được. Anh em thấy chưa? Đột bếp bên này của chúng cả hai bếp này chúng ta đều nướng được mọi nhá. Bếp hai nồi ba chức năng này nhưng mà nó sẽ dài hơn là bếp một nồi anh nhá. Bếp một nồi này chúng ta vẫn bỏ than ở bên trong này chúng ta nướng được như cái bếp hai nồi ba chức năng này. Nhưng mà cái bếp này của chúng ta thì nó sẽ dài hơn này. Cái bếp này của chúng ta nó dài 55 cm, thế nên nó sẽ dài gấp đôi cái bếp đơn này. Nếu mà nướng thì chúng ta có thể nướng được hai vị cùng một lúc. Còn cái bếp đơn này này, bếp đơn này của chúng ta bỏ cái nắp tròn này ra. Đây cái nắp tròn của nó đây này, cái nắp tròn đây. Đấy, chúng ta bỏ cái nắp tròn này ra, chúng ta cho than bên trong này chúng ta vẫn nướng bình thường anh em nhá. Vẫn nướng bình thường luôn như con đấy này.